pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh không có tự tánh nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh Thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo không có tự tánh. Nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Tất cả pháp môn tam ma địa, tất cả pháp môn đà la ni không có tự tánh. Nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh, thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh chí nhất thiết trí đạo tướng không có tự tánh nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh loại mắt thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm không có tự tánh nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh phép thần thông thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu không có tự tánh nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh cảnh giới hữu vi cảnh giới vô vi không có tự tánh nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà trí nhất thiết tướng không có tự tánh phật dạy này thiện hiện vì trí nhất thiết tướng tự tánh không hòa hợp nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà sắc thọ tưởng hành thức không có tự tánh. Này thiện hiện vì sắc thọ tưởng hành thức tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà nhãn xứ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không có tự tánh. Này thiện hiện vì nhãn xứ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh.